Kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Yên Sơn đổi mới của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Sau đây là nội dung chi tiết. Thực hiện đề án số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, thực hiện nội dung ba cùng, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân theo hướng dẫn số 02 của Ban Dân vận Tỉnh ủy, huyện Yên Sơn đã huy động được sức mạnh tập thể, sự đoàn kết của mỗi tổ chức đơn vị địa phương, sự tham gia tích cực của tập thể cán bộ đảng viên cùng nhân dân chung tay xây dựng quê hương ngày càng đổi mới và phát triển. Đến nay, toàn huyện Yên Sơn đã huy động trên 6.000 lượt cán bộ đảng viên chiến sĩ và trên 15.000 lượt nhân dân tham gia ngày công lao động vệ sinh môi trường các tuyến đường, trồng và chăm sóc đường hoa cây xanh, chỉnh trang khuôn viên các nhà văn hóa, phát dọn khơi thông cống rãnh, lắp đặt cấu kiện kênh mương, hỗ trợ làm nhà tạm, dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo, hỗ trợ nhiều hộ dân làm nhà tiêu hợp vệ sinh, phân loại rác thải, xây bể xử lý rác hữu cơ, lò đốt rác tại hộ gia đình. Tặng quà giúp đỡ các hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ các trường học, tổng giá trị ngày công cùng các hoạt động hỗ trợ tiền và vật chất trị giá trên 2 tỷ đồng. Những cách làm hay sáng tạo phù hợp của từng địa phương, phong tục tập quán của từng khu dân cư được triển khai đã tạo sức lan tỏa rộng khắp, xây dựng được khối đoàn kết, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Bê tông hóa 79 km đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng trên 10 km, hoàn thành giải phóng mặt bằng và phối hợp xây dựng 11 cầu trên đường giao thông nông thôn là mục tiêu huyện Yên Sơn phấn đấu thực hiện trong năm nay. Để thực hiện mục tiêu này, huyện và các địa phương thực hiện hiệu quả phương châm nhân dân làm nhà nước hỗ trợ, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong việc hiến đất ủng hộ vật liệu làm đường. Hiệu quả của nghị quyết số 55 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025 không chỉ nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất mà còn góp phần giúp địa phương đẩy nhanh tiến độ chương trình xây dựng nông thôn mới. Hiện huyện đang tập trung đôn đốc các xã thị trấn đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch đăng ký trong năm 2022. Thông tin từ Hội đồng đánh giá sản phẩm OCOP cấp tỉnh, một sản phẩm OCOP của huyện là chè Ngọc Thúy Sử Anh đạt đủ các chỉ tiêu để đánh giá phân hạng lên 5 sao. Theo đó, sản phẩm chè Ngọc Thúy Sử Anh của Hợp tác xã Dịch vụ Sản xuất Nông nghiệp Sử Anh đảm bảo các chỉ tiêu là tổ chức sản xuất, phát triển sản phẩm, sức mạnh cộng đồng, hoạt động tiếp thị, tiêu chuẩn, tính độc đáo của sản phẩm, khả năng xuất khẩu và phân phối tại thị trường quốc tế. Được phân hạng và gắn 5 sao sẽ là điều kiện thuận lợi để sản phẩm của hợp tác xã vang xa, thị trường tiêu thụ sẽ mở rộng hơn, đặc biệt là chinh phục được các thị trường nước ngoài. Hiện tại, tỉnh đang hỗ trợ các chủ thể hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng cấp Trung ương đánh giá phân hạng theo đúng quy định. Thời gian qua, đặc biệt là khi dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nặng nề đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, hoạt động tín dụng trên địa bàn đã và đang phát huy hiệu quả. Từ nguồn vốn này đã giúp cho nhiều doanh nghiệp người dân ở địa phương có điều kiện thuận lợi, ổn định sản xuất kinh doanh, vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch bệnh. Hiện nay, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 1.463 tỷ đồng, dư nợ trên địa bàn đạt trên 1.700 tỷ đồng. Trong đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện 1.090 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện 627 tỷ đồng. Thời gian tới, các ngân hàng trên địa bàn tiếp tục chú trọng đầu tư tín dụng đối với lĩnh vực tam nông, thực hiện chính sách hỗ trợ vốn thông qua nghị quyết số 10 và 12 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về cơ chế chính sách hỗ trợ cho vay theo mô hình kinh tế trang trại cho vay các cây trồng vật nuôi chủ lực của địa phương, đồng thời bám sát vào các mục tiêu nghị quyết của địa phương, đặc biệt là các xã đang trong lộ trình về đích nông thôn mới, rà soát nhu cầu vay vốn của người dân, chuẩn bị đầy đủ vốn để kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của nhân dân. Trong thời gian qua, các cấp hội cựu chiến binh trên địa bàn huyện Yên Sơn đã đẩy mạnh vận động hội viên nêu cao ý chí, tinh thần tự lực tự cường, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh và bền vững, làm giàu chính đáng, góp phần phát triển kinh tế địa phương. Các cơ sở hội đã thực hiện có hiệu quả phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi. Đến nay đã có 321 chi hội được xây dựng, được quỹ tự lập, tạo điều kiện cho trên 870 hội viên vay với số tiền là trên 4,4 tỷ đồng. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện quản lý 105 tổ tiết kiệm vay vốn, hỗ trợ cho gần 1.500 cựu chiến binh vay vốn với số tiền trên 58 tỷ đồng. Nhờ đó, hội viên hội cựu chiến binh có điều kiện mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế sản xuất chăn nuôi. Năm 2021 đã có 51 hội viên nghèo thoát nghèo.
Đến nay, Hội Cựu chiến binh huyện Yên Sơn có 8 hội viên đạt danh hiệu cựu chiến binh làm kinh tế giỏi cấp trung ương, 39 hội viên đạt cấp tỉnh, 164 hội viên đạt cấp huyện. Qua 5 năm triển khai thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn huyện Yên Sơn đã phát huy được sức mạnh đại đoàn kết, khơi dậy được sức mạnh nội lực ngay trong mỗi người dân, mỗi gia đình và cộng đồng dân cư để phát triển kinh tế, xây dựng đời sống mới, tiến bộ văn minh. Đây là việc làm thường xuyên được tổ tự quản thôn An Thịnh duy trì từ lúc thành lập đến nay. Không chỉ bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch đẹp tại cơ sở và địa bàn khu dân cư. Hoạt động này đã tạo thói quen, thay đổi ý thức của người dân trong công tác bảo vệ môi trường nông thôn. Đối với thôn An Thịnh thì hiện nay là có 2 tổ tự quản. Thứ nhất là về tổ tự quản về công tác an ninh và tổ tự quản về công tác môi trường. Thì sau khi có cái quyết định thành lập cái tổ tự quản đó thì về chi bộ cũng đã họp và đã phân công trực tiếp cho các tổ tự quản là hàng tháng theo định kỳ là chúng ta làm tổng vệ sinh là môi trường trong toàn khu vực của thôn. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn huyện Yên Sơn, những năm qua, cấp ủy chính quyền và mặt trận tổ quốc các cấp đã tổ chức nhiều phong trào hoạt động thiết thực, góp phần cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Toàn huyện xây dựng điểm được 98 mô hình tự quản về bảo vệ môi trường và phòng chống rác thải nhựa, duy trì 350 mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường. Trong giai đoạn 2016-2020, từ quỹ vì người nghèo các cấp của huyện đã hỗ trợ làm mới và sửa chữa trên 600 ngôi nhà cho hộ nghèo và cận nghèo với tổng kinh phí trên 28.100 triệu đồng. Thông qua các cuộc vận động đã tạo sức lan tỏa rộng lớn, tác động mạnh mẽ đến đời sống kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, mang lại nhiều đổi thay tích cực, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và vật chất của nhân dân trên địa bàn huyện. Hàng năm, Ủy ban huyện đều xây dựng cái quy chế phối hợp giữa mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Trên cơ sở cái phối hợp đó thì phối hợp để làm sao mà thực hiện các cái nhiệm vụ giải pháp cho những phát triển kinh tế xã hội hàng năm, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và các cái chương trình đó là như làm nhà cho các cái hộ chính sách, hộ nghèo, các cái phong trào ủng hộ công tác phòng chống dịch. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tiếp tục tăng cường công tác tham mưu phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, các ngành đoàn thể với Mặt trận Tổ quốc, gắn thực hiện các nội dung của vận động với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, trọng tâm là thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, đô thị văn minh. Qua đó phát huy sức mạnh, đại đoàn kết toàn dân, xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở, thời gian qua tuổi trẻ Yên Sơn đã không ngừng trưởng thành, phát triển, phát huy sức trẻ để xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ thực hiện các xã về đích nông thôn mới, thời gian qua đoàn viên thanh niên huyện Yên Sơn đã thực hiện nhiều công trình phần việc mang lại hiệu quả thiết thực. Phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới được các cấp bộ đoàn trên địa bàn huyện triển khai hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng đã và đang góp phần vào việc thay đổi bộ mặt nông thôn của địa phương. Đoàn xã Tân Long chúng tôi thì huy động những nguồn lực mà sẵn có của lực lượng đoàn ở địa phương là làm tốt những công tác tình nguyện cho địa phương như là vệ sinh, thu gom rác thải nhựa và giúp đỡ hộ nghèo làm nhà và hưởng ứng một số những hoạt động lớn khác ở địa phương. Đặc biệt là đối với các tiêu chí về nông thôn mới, các đồng chí cũng rất là nhiệt tình và năng động tham gia các hoạt động ở địa phương. Hiện nay, huyện đoàn Yên Sơn có 43 cơ sở đoàn, trên 20.000 đoàn viên. Cùng với phong trào thanh niên cả nước, tuổi trẻ toàn huyện Yên Sơn đã nỗ lực thi đua, triển khai sâu rộng các phong trào lớn của đoàn, như xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc, đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp, khuyến khích và giúp đỡ thanh niên phát triển kinh tế, đào tạo nghề, chăm lo quyền và lợi ích thiết thực cho thanh niên. Nhiều hoạt động đã thu hút được đông đảo thanh niên tham gia, được xã hội ghi nhận, ủng hộ và đánh giá cao, như phong trào thanh niên chung sức xây dựng nông thôn mới, đông xuân tình nguyện. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng tập trung vào xã và về đích xây dựng nông thôn mới của huyện Sơn. Và thông qua những cái hoạt động, những cái chương trình như vậy thì cũng đã nâng cao được ý thức cũng như trách nhiệm của thanh niên Yên Sơn trong việc
tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, cũng như là có trách nhiệm đối với tổ chức, đối với xã hội. Bằng nhiệt huyết và tinh thần của tuổi trẻ, nhiều hoạt động phong phú thiết thực trong suốt thời gian qua của thanh niên huyện Yên Sơn đã tạo sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, khẳng định vai trò xung kích trên các lĩnh vực, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Những ngày này, huyện Yên Sơn đang tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân, đảm bảo an toàn đúng đối tượng, đúng tiến độ. Trong tình hình dịch vẫn còn nhiều phức tạp, việc hoàn thành mũi tiêm thứ 3 phòng dịch COVID-19 này đã giúp cho anh Thưởng yên tâm hơn khi tham gia lao động sản xuất. Hôm nay thì em cũng được tiêm mũi 3 rồi, thì cũng trong bản thân em ấy, thì nó cũng an tâm hơn để đi làm những cái công việc. Nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Sơn đã có văn bản số 555 về việc thực hiện công tác tiêm phòng vaccine COVID-19. Hiện tại, huyện đã triển khai tiêm tại 5 điểm tiêm. Tính đến hết ngày 28 tháng 3, Yên Sơn đã hoàn thành tiêm phòng vaccine COVID-19 mũi 3 cho gần 68.000 người, đủ 18 tuổi trở lên, đạt trên 74%. Tỷ lệ tiêm mũi 1 cho người từ 12 đến 18 tuổi đạt gần 100%, mũi 2 đạt gần 98%. Hiện tại là 3 xã lên tiêm trực tiếp tại chỗ phòng khám đa khoa khu vực Trung Môn, gồm Yên Sơn, Năng Quán và Trung Môn. Để đảm bảo an toàn cho người dân thì mọi người đến đây được hướng dẫn đeo khẩu trang, sát khuẩn và giữ khoảng cách, và được tiến hành khai báo y tế, khám sàng lọc và tiêm. Với sự chuẩn bị chu đáo, công tác tiêm phòng trên địa bàn huyện đảm bảo an toàn tuyệt đối, không có trường hợp nào gặp phản ứng bất lợi đáng kể sau tiêm. Những năm qua, Công an huyện Yên Sơn đã thực hiện tốt việc đưa công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn. Được phân công đảm nhiệm Phó trưởng Công an xã Kiến Thiết 2 năm nay, Đại úy Hoàng Ngọc Hào đã chủ động tiếp cận, bám sát quản lý địa bàn, kịp thời tham mưu giải quyết các vụ việc phát sinh, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ. Đặc biệt là giúp người dân nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm quy định pháp luật của nhà nước, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Thấy cán bộ cũng quan tâm đến người dân thì dân chúng tôi cũng chấp hành nghiêm chỉnh, các không sử dụng các cái chất nổ, rồi là các cái súng hoặc là các loại ấy. Lực lượng công an xã thì còn nắm chắc tình hình tại địa bàn cơ sở về các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, để có cái chương trình kế hoạch để giải quyết các cái vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, nhằm hạn chế thấp nhất những cái vụ việc liên quan đến an ninh trật tự xảy ra. Đến nay, Công an huyện Yên Sơn đã thực hiện bố trí 138 đồng chí công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 28 xã trên địa bàn huyện. Đảm bảo mỗi xã có 5 đồng chí, gồm một trưởng công an xã, một phó công an xã và 3 công an viên chính quy. Việc xử lý tin báo tố giác tội phạm được thực hiện ngay tại cơ sở, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật giảm, xây dựng được nhiều mô hình điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhiều hoạt động nổi bật được thực hiện có hiệu quả trong thời gian lực lượng công an chính quy về xã, như công tác phòng chống dịch COVID-19, đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Quan trọng nhất vẫn là cái nắm được tâm tư nguyện vọng của người dân, cũng như những cái chế độ chính sách của nhà nước chưa đến được dân, mình sẽ giải thích và mình tuyên truyền cho người dân nắm được và thực hiện cho đúng. Thực hiện đúng phương châm bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở, lực lượng công an chính quy tiếp tục thực hiện 3 cùng, 4 cùng với nhân dân, từ đó tạo niềm tin, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân, vì nhân dân phục vụ, góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục Yên Sơn đổi mới của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.